cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu số 50. Na pa re sang vi lo ma ni. Na pa re sang ka ta ka tăng. A ta no wa a wet khay giá. Ka ta ni a ka ta ni cha. Na pa re sang vi lo ma ni. Ná phá rê sân cá ta cá tăng áp tá nô quá á quét khay giá cá ta ní á ta ní chá ná phá rê sân quý lô mà ní ná phá rê sân cá ta căng áp tá nô quá á quét khay giá cá ta ní á cá tà ní chá. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen xen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Thanh Thủy. Dạ cảm ơn cô Cẩm Nhân. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, cảm ơn Sít Quỳnh. Dạ con xin đọc bài số Phong Pháp Cú số 50. Napa re sang vilo ma ni napa re sang kata katang atano wa awet kaya kata niya kata ni cha napa re sang vilo ma ni napa re sang kata katang atano wa awet kaya kata niya kata ni cha. Không nên nhìn mọi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu: người tìm cách sao nên, dầu phải dầu quấy xen xen chẳng gì, gẫm pha làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu kỳ mới hay. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Napa re sang vilo ma ni, napa re sang kata katang, atta no wa awen kaya, kata ni a kata ni cha. Dạ con đã ôn bài xong, sau đây kính mời quý đạo hữu ạ, kính mời Sức An Minh ha. Dạ. Nhật Vinh, kính mời Vinh Pháp Thanh Á và con xin gửi mến lời chào đạo tràng, kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tự Duyên. Ai Minh kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, Sĩ Thanh Thủy, con tri ân cô Tự Duyên, cảm ơn huynh trưởng, con xin phép trả bài câu pháp cú số 50. Na ba re sang vi lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang a ta no wa wa khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang a ta no wa wa khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Na ba re sang vi lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang a ta no wa a wa khay ya ka ta ni a
nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nabare sang vilomani nabare sang kata katang atanu qua wakaya kataniya katanicha. Nabare sang vilomani nabare sang kata katang atanu qua wakaya kataniya katanicha. Lỗi người tìm trách sao nên dầu phải dầu quấy chen sang chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính nhân mít lại đào tràng. Xa thú lành thầy xích đại mình. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được kể kinh pháp số 50. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tế Diện Sĩ Đại Minh Sĩ Thân Thủy cho biết nghe rõ. Na pa re sang vi lo ma ni na pare sang kata katang attano va avekhaya katani akatani cha. Na pare sang vilomani na pare sang kata katang attano va avekhaya katani akatani cha. Na pare sang vilomani na pare sang kata katang atta nova avekhaya katani akatani cha. Na pare sang vilomani na pare sang kata katang atta nova avekhaya katani akatani cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Lỗi người tìm cách trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen xen chẳng gì, ngẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Nhà Nam Mô Phật Tha Gia, còn xin được suy mít à mến mời tin an tiếp theo. Con kính thỉnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính thỉnh lễ quý sư, quý cô tu lực, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 50. Na pa re sang vi lo ma ni na pa re sang ca ta ca tăng an ta nu wa a we ke ya katani akatani cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na pa re sang vi lo ma ni na pa re sang ca ta ca tăng an ta nu wa a wen ke ya katani akatani cha. Na pa re sang vi lo ma ni na pa re sang ka ta ka ta an ta nu wa a wen ke ya ka ta ni a ka ta ni cha. Lỗi người tìm tránh sao nên, dầu phải dầu quẫy chén sen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Dạ, ê quan con kính ân quý sư và quý bà quý cô tư nữ và đại tràng. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Christina. Dạ, Nhật Bình ngồi yên để chờ bàn tay của hành kiểm cũng như nguyên tịnh mà không thấy vị nào đưa tay. Dạ, cảm ơn Thành Thị, cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Nam mô Bụt Thầy giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ không vị nào đưa tài thì con xin được ôn bài học pháp quốc kinh số 50. Cảm ơn Minh Quách Thanh Nam cho bài học. Nam ba rê sang vi lô ma ni a ba rê sang cát ta cát tăng a ta nô quá a quất khay giác cát ta ni a cát ta ni cha. Không nên nhìn lợi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Na ba đê sang vi lô ma ni na ba đê sang ca ta ca tăng a ta nô wa a quét khay ya ca ta ni a ca ta ni cha. Na ba rê sang vi lô ma ni na ba rê sang ca ta ca tăng a tha nô wa a quét khay ya ca ta ni a ca ta ni cha. Lợi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quậy chen sen chẳng gì, ngẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào Chí Thăng vừa vào đạo tràng. Và cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có mít được không cô? Cô có thể ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào, xin ngồi nghe. Dạ, cô không thấy tín hiệu, cô tu tự Thâm Má Cha Đi. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tự đức, đã cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 50. Nhờ Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, Cảm Vân, Thanh Thủy, cô Ái Minh, Vinh Quá Thanh Á và Thi Na đã hoan hỷ ôn bài pháp kinh số 50. Dạ, còn sớm vài phút nhưng mà con không thấy bàn tay của vị nào nữa bạch sư, nên con xin phép sư cho con được cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng con được học bài mới câu phúc của kinh số 51. Dạ con tri ân sư. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá, Nam mô Ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị u dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được
Tỳ tỳ về Nam Mô Bức Thầy và Đạo Tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt Đạo Tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 51. Nhật Quỳnh kính chúc Đạo Tràng một buổi học pháp được yên vui, an vui, tiến hóa. Và con kính dân Bích Tránh Sư ạ. Dạ, Nam Mô Bố Thầy á, Nam Mô Tham Mai á, Nam Mô Sang Khai á. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay là ngày thứ Sáu, 25 tháng 6 năm 2021. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Các quý vị khác có nghe được âm thanh rõ không ạ? Dạ, alo 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Dạ, hôm nay Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến bài học câu kệ ngôn Pháp Cú số 51 trên tổng số 423 câu Pháp Cú Kinh để bắt đầu cho buổi học. Chúng con xin cung thỉnh Chư Tăng và mời quý vị chúng ta cùng lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Hạ hằng samma sambuddho bhagava Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami Sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami Suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Saṅkhaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa chúng con xin đảnh lễ Chư Tăng, Tuần Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong Pháp Diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 51. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 51 thuộc phẩm thứ tư là phẩm Hoa Uppavaka. Dạ. Phẩm Hoa Bất Pháp Quốc Đá. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 51 có nội dung như sau. Yatha biru chirang bhupang vana vantang agantakang evang supasita vaja Apala hoti akopato. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu và bản văn xuôi của ngài Inda Chana Chánh Thân. Cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc không hương, tương tự như vậy lời khéo nói của người không thực hành thì không có kết quả. Nam Mô Bụt Thầy giá. Và trước tiên thì chúng ta sẽ học về sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 51 này. Chúng ta bốn câu. Câu đầu tiên là Yatha biruchirang bhupang. Yatha biruchirang bhupang. Yatha biruchirang bhupang. Yatha là giống như. Chúng ta có yatha bi là yatha api.
Yatha là giống như, pí hay là api á, thì nó là cũng, có nghĩa là cũng. Uruchirang là có nghĩa là xinh đẹp. Xinh đẹp hay là tươi tốt. Bông hoa thì chúng ta cũng có thể nói là bông hoa xinh đẹp. Cũng có chỗ có khi chúng ta nói bông hoa này dễ thương. Cái đó thì nó theo nhân hóa, nhân cách hóa, bông hoa dễ thương. Bút phăng có nghĩa là bông hoa, vừa bông vừa hoa. Câu thứ hai, wana wan tăng agam thắc căng. Wana wan tăng agam thắc căng. Wana wan tăng. Wana là cái màu sắc và kết hợp với lại cái hiện tại phân từ là không phải hiện tại phân từ, nó là cái tiếp vị ngữ quanh tú, có nghĩa là cái bông hoa mà có sự sặc sỡ, có cái màu sắc sặc sỡ, cái bông cái có sở hữu cái màu sắc sặc sỡ. Wana wan tăng, wana wan tăng. Agantakang là chúng ta có cái từ là agantakang, là ná cộng với là gantaka, ná là không và gantaka nó là cái mùi hương. Như vậy thì từ agantakang là không có mùi hương. Không có mùi hương. Không có mùi hương. Wana wan tăng agam tha căng, hữu sắc nhưng không hương, có màu sắc sặc sỡ nhưng không có cái mùi hương, mùi thơm. Câu thứ ba là evang supasita vacha. Evang có nghĩa là như vậy hay là cũng vậy. Cái từ e văn này nó tách ra cho chúng ta thấy ở hai trường hợp, một là cái ví dụ, thứ hai là cái trường hợp cụ thể. Có khi thì chúng ta thấy rằng cái trường hợp cụ thể nói trước và cái e văn hay là ý vá đó giống như được nói phía sau, giống như là câu khắc cú số 1, số 2 chúng ta thấy như bánh xe chân vật kéo. Thì đó là những cái ví dụ ở trong một cái câu kệ ngôn. E văn là như vậy hay là cũng vậy. Supasita. Supasita. Đã được khéo nói. Ở đây là chữ phasita. Phasati cộng với lại quá khứ phân từ tá. Thì nó là được nói nhưng mà có cái tiếp đồng ngữ su. Cái từ này thì chúng ta gặp rất là thường. Tiếp đồng ngữ xú này nó nhấn mạnh là khéo, khéo léo. Đã được nói một cách khéo léo. Chữ khéo đây nó rất là quan trọng. Nó chỉ là chữ xú tiếp đồng ngữ nhỏ như thế, nhưng mà nó mang một ý nghĩa rất là lớn. Supasita là được khéo nói. Vacha có nghĩa là lời nói. Vacha. Câu kế tiếp, câu cuối cùng đó là apala hoti akupato. Chữ pala có nghĩa là kết quả. Chúng ta cũng quen thuộc với cái từ này khi mà chúng ta học về đạo quả, thì là Magga-phala, nó cũng là cái từ phala này, mà cái quả này là kết quả này. Á thì khi mà gặp là á phala là nó ngược nghĩa lại, nó phủ định cái nghĩa đó, thì nó là không có kết quả. Hô tí trở thành.
Phật ở cái hô tí này cũng có nghĩa là thì, là, hoặc là có nữa. Akuppato. Akuppato này nó xuất phát từ cái từ rất là quen thuộc, là từ karuti. Karuti là làm đó. Khi mà nó bị thay đổi bởi cái hiện tại phân từ bị chia cắt đó, thì nó sẽ biến đổi thành chữ kuppata, kuppato. Và nó có cái tiếp đồ, có cái từ á phía trước đó là phủ định cái nghĩa đó, có nghĩa là không có làm hay là không có thực hành, không có làm hay là không có thực hành. Bởi vì khi mà chúng ta học để ý như vậy đó, chúng ta học đến những cái câu kệ ngôn tương tự, giống như là câu kế tiếp mà chúng ta sẽ học đó là câu 52, thì chúng ta sẽ thấy có những cái từ nó gần nghĩa nhưng mà nó thay đổi những cái phủ định và khẳng định mà thôi. Athala hoti akuppato. Akuppato là không có làm hay là không có thực hành. Và như vậy là chúng ta đã sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn số 51. Và một lần nữa, câu kệ ngôn số 51. Yatha birujirapang wana wantang agantakang e wang supasita waca apalaho tiakopato. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Yathabiru chirang bopang wana wantang aganta kang e wang supa sita waca apalahoti akuppato. Hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức: hoa kia đẹp đẽ dường bao, sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương, ngôn lời dệt gấm thiêu chương, không hành chỉ nói là phường bỏ đi. Nam mô Buddhaya. Quý vị thông cảm cái âm thanh nó bị tắt, hơi bị tắt tiếng. Tình Đạt sẽ cố gắng. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 51 này. Thưa quý vị rằng duyên sự của câu kệ ngôn số 51 cũng là duyên sự của câu kệ ngôn số 52. Cái duyên sự này có nhóm hai câu kệ ngôn pháp cú là 51 và 52. Thì như vậy là chúng ta sẽ có dịp chúng ta nghe lại một lần nữa cái duyên sự này trong cái bài giảng kế tiếp. Cái duyên sự này thì thật ra là chúng ta thấy rằng nói về một cái vị thiện nam, một cái vị cư sĩ nam tên là Chattapani. Chattapani. Nhưng cái duyên sự liên quan đến cái ông Chattapani này nó không có nhiều. Mà cái duyên sự qua cái nguyên nhân mà Đức Phật ngài nói lên nhóm hai câu kệ ngôn số 51 và 52 này đó là liên quan đến một cái trường hợp thuyết pháp giảng kinh của ngài Ananda cho hai bà hoàng hậu của Đức Vua Pasenadi là bà Malikao và Vasapakatiya. Nhưng mà bởi vì do cái nhân duyên của cái ông Chattapani cho nên mới có cái sự thỉnh cầu, mới có cái sự thỉnh cầu của Đức Vua Pasenadi thỉnh một cái vị, thỉnh Đức Phật. Đầu tiên thì Đức Vua thỉnh Đức Phật
Nhưng Đức Phật Ngài không có chấp nhận là đến một nơi, chỉ riêng một nơi để thuyết pháp. Lúc đó thì Đức Phật Ngài đã chỉ định các cái vị đệ tử, đó là Ngài Ananda, lãnh cái trách nhiệm đó là vào cái hoàng cung để mà thuyết pháp cho những người trong hoàng cung của vua Pasenadi nghe. Bởi vì cái duyên sự nó liên quan đến ông Chattopani, thì trong chú giải có đến để mà người sao đọc được có cái sự rõ ràng hơn. Nó chỉ có dính một chút xíu, đó là khi mà ông Chattopani này một lần nọ đang nghe pháp với Đức Phật, thì Đức vua Pasenadi cũng đi đến lễ Phật. Nhưng mà trong cái tình thế đó là đang đang ngồi thính pháp, đứng thính pháp thì không thể nào mà đứng dậy để mà tiếp đón nhà vua, bởi vì như làm như vậy thì nó là bất kính với lại giáo pháp, hay là bất kính với lại Đức Phật. Nhưng mà Đức vua thì ngài không có hiểu, thầm trách trong trong bụng. Và một cái lần nọ đó thì Đức vua ngài ngài đang ở trong kinh thành, đang hoàng cung đó, thì đã thấy ông Chattopadhyay ở ngoài thành đó, thì vào có lại có hành động như vậy. Thì lúc đó thiện nam Chattopadhyay lúc này là một cái thánh cư sĩ, thưa quý vị, Anaham thánh cư sĩ, thì đã trình bày đó là do là đang thính pháp, tôn trọng pháp, cho nên không thể nào có một cái hành bất kính là đứng dậy đảnh lễ tiếp đón nhà vua. Nhưng ngoài ra đó thì đối với một cái vị vua cai trị đất nước thì phải có một cái hành lễ đúng mực. Thì lúc đó nhà vua ngài mới hiểu rõ và mới hoan hỷ với cái việc làm của thiện nam Chattopadhyay, bởi vì nhà vua, bản thân nhà vua cũng là một cái cư sĩ hộ pháp. Thì với cái sự hoan hỷ đó thì nhà vua đã mời, đã có cái lời mời Chattopadhyay vào hoàng cung để mà thuyết pháp cho hậu cung nghe. Chattopadhyay lại trình bày với Đức vua đó là công việc của những vị sa môn. Chattopadhyay không có dám làm những cái việc của những cái vị sa môn, thỉnh cầu Đức vua hãy thỉnh Đức Phật hay là chư tăng để làm công việc thuyết giảng. Thì qua cái duyên sự đó, Đức vua Pasenadi đã đến gặp Đức Phật và thỉnh được ngài Ananda. Và cái chỗ này là dính là trong cái duyên sự liên quan đến Chattopadhyay, là ở cái chỗ là do rằng Đức vua Pasenadi không mời được ngài Chattopadhyay, và Chattopadhyay đã giới thiệu, đã khuyên Đức vua để mà thỉnh mời Đức Phật và chư tăng thuyết giảng giáo pháp. Thì khi mà đại đức Ananda vào hậu cung để mà thuyết giảng cho hoàng hậu và người trong cung nghe đó, thì sau một thời gian Đức Phật ngài đã hỏi thăm những người ở trong hoàng cung nghe pháp như thế nào. Thì lúc đó ngài Ananda có trình bày là hoàng hậu Malika thì rất là siêng năng, cần mẫn, chú tâm để mà học pháp, cho nên tiến bộ rất là nhiều, tiến bộ rất là xa. Còn riêng với hoàng hậu Vasapakkhatiya thì chỉ là tham dự cho đầy đủ chứ không có chuyên tâm, cho nên không tiến bộ ở trong Phật pháp là mấy, kể cả việc học, nhớ và thực hành. Thì do cái lời trình bày của đại đức Ananda, Đức Phật ngài đã nói lên một cái thời pháp để sách tấn, và ngài kết luận bằng hai câu kệ ngôn pháp cú là số 51 và 52 mà chúng ta đang học và sẽ học.
đó là yatha birucirang puppang vanna vantang agantakan evang supasita vacha apalahoti akapato. Đức Phật ngài nói rằng cái việc học pháp đó với cái việc hành pháp đó, nó có kết quả hay không còn tùy thuộc vào cái ý thức, cái sự siêng năng, cần mẫn và cái tác ý ở trong cái việc học pháp hay hành pháp đó. Còn nếu như là chỉ có cái hình thức bên ngoài, chỉ làm đẹp dạ, đẹp lòng, bởi vì Hoàng hậu Vasapha Khatiya thì chỉ là muốn được đẹp lòng nhà vua, hay là đối với những người học Phật pháp bởi vì muốn được xuất hiện ở trong thính chúng, hay là được nhắc tên, được quay phim, hay là được có danh tiếng, đó là Phật tử thuần thành để mà lắng nghe giáo pháp thường xuyên, tham gia lớp học thường xuyên, thì cái việc đến với giáo pháp và học hành như vậy đó thì nó không khác gì là một cái hình thức không có nội dung. Và chính vì như vậy đó thì nó sẽ không có kết quả. Nó giống như là cái bông hoa khi mà nhìn từ đằng xa đó thì chúng ta sẽ không phân biệt được cái nào bông hoa nào là bông hoa có giá trị và bông hoa nào là bông hoa ít giá trị và nhiều giá trị. Chỉ khi mà chúng ta đến gần và chúng ta ngắm nhìn, thưởng thức, chúng ta ngửi mùi hương, thì khi đó cái sự sặc sỡ đẹp đẽ bên ngoài của cái bông hoa đó nó không còn quá là quan trọng nữa. Nhưng chỉ có bông hoa nào tỏ ra cái mùi hương thơm ngát thì mới mang lại cái giá trị đặc biệt của nó. Ở trong cái câu kệ số 51 này, nếu mà chúng ta nghĩ rằng đối với việc mà nghe học Phật pháp và đem mà thực hành, mà đem lên cái bằng cân hay là con số để mà tính toán đó, như lời trong 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 kinh Pháp Cú đó, thì thật sự ra là một cái khó áp dụng. Bởi vì nếu mà như vậy đó, chỉ là học Phật pháp mà không có thực hành, kết quả ở trong cái câu kệ ngôn này thưa quý vị không phải là kết quả của cái gọi là phước Phật, phước đức, phước trí, mà là kết quả, mà là cái kết quả của đạo quả. Cho nên mà bây giờ kể cả các vị tu sĩ hay là cư sĩ, chúng ta học Phật pháp, thuyết giảng Phật pháp mà chúng ta chưa có thành tựu đạo quả đó, thì như vậy là cái việc học của mình nó có bị vô dụng hay không, giống như là loài hoa không hương hay không, chúng ta còn phải xét lại. Ở đây, ở trong cái câu kệ ngôn này á, Đức Phật ngài đang nói về cái duyên sự giữa hai hoàng hậu Malika, là cái người siêng năng, tận tâm trong việc học hành Phật pháp, và một người tương phản là Vasapha Khatiya, một cái vị hoàng hậu chỉ đến tham dự dự thính, không có cái chuyên tâm chuyên cần. Còn như trong thực tế đó, trong thực tế thì không hẳn là vậy, bởi vì có những người Phật tử mà Tịnh Đạt có tiếp xúc đó, có những người họ không có được ăn học cao, lớp 3, lớp 4 hồi xưa, hồi đó thì cái điều kiện nó khó khăn quá, cho nên cái việc mà học cao nó không có nhiều.
Thì khi mà lớn lên trưởng thành, bây giờ tới cái tuổi già rồi, thì không thể nào mà nghe Phật Pháp để mà hiểu được. Nhưng mà các vị này có một cái tâm thành, cứ có lớp học Phật Pháp là tham gia, cứ có thuyết pháp là tham gia. Thì thưa quý vị rằng 5 năm, 10 năm Tịnh Đạt gặp lại cái vị Phật tử đó. Nói chung là gặp thì gặp, có gặp thường xuyên, nhưng mà để mà trình bày với cái sự kiện này đó, thì sau 5 năm, 10 năm cái vị Phật tử này trình bày: "Sư ơi, bây giờ con nghe Pháp con hoan hỷ lắm." Hỏi sao vậy? Nói hồi trước con không có hiểu gì trơn á, nhưng mà con cứ cắm đầu con học, cắm đầu con nghe, con chán, con nản lắm, nhưng mà cứ lắng nghe, cứ học, không biết tự nhiên bây giờ con nghe là con hiểu. Con nghe mấy sư nói là thân ngũ uẩn này là vô thường, rồi vô thường khổ cả, rồi nào là quán bất tịnh. Hồi đó con nghe con đâu có hiểu, nhưng bây giờ tự hiểu, con hiểu ngũ gì. Quý vị thấy đó là một cái quá. Nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái khả năng để mà thành đạo quả của cái việc đó là học hành giáo pháp, thì chúng ta sẽ không có đủ cái niềm tin để mà theo đuổi. Mặc dù là không hiểu, không biết, nhưng mà vẫn theo đuổi. Còn một cái điều nữa đó là cái việc mà học Phật Pháp đó, thì chúng ta rất là dễ để mà nhận biết, đó là chúng ta thường xuyên lắng nghe các cái bài thuyết giảng trực tiếp, hay là nghe lại, hoặc là chúng ta sẽ hiểu qua, biết phân tích. Bây giờ còn thực hành không thể nào được. Cái việc mà chúng ta sử dụng một cái miếng gỗ hoặc là một cái bàn, một cái ghế, chúng ta trang cái gỗ đó nó xấu, không có tốt, nhưng mà do cái người thợ khéo léo, họ có thể ngụy trang, họ sơn, họ chà bóng, đánh bóng, làm cho cái bàn, cái tủ đó nó bắt mắt, nó đẹp đẽ, nhưng mà cái lỗi, cái chất lượng thì nó không có. Nhưng mà cái việc thực hành cái việc tu thì trang như vậy được. Không thể ngụy trang như vậy được, mà là một cái sự kinh nghiệm thực tế. Kinh nghiệm thực tế giống như là cái việc mà chúng ta tu thiền đi. Ở đây thường thì nói là học thực hành giáo pháp là tu thiền. Thực hành giáo pháp là tu thiền. Thì kiện đó tới vì rằng nó có rất là nhiều cái hình thức. Và đối với một cái người đó là cố tình ngụy trang bằng cái kiến thức thiền định của mình đó, không thể nào qua mặt được thiền sư. Cái điều đó là điều chắc chắn. Bởi vì chúng ta có mà chúng ta nghe đâu đó, chứ chỉ cần câu rất là nhỏ thôi, mà bạn trình bày cái kinh nghiệm thiền của bạn rất là tốt. Vậy buổi sáng bạn thức dậy đó, bạn đặt cái chân, bước chân từ giường xuống cái nền nhà đó, bạn đặt cái chân nào xuống trước? Hoặc là khi mà bạn bước ra khỏi phòng đó, cái tay khi mà cầm vào cái khóa cửa, hay là cái tay cầm cánh cửa để mà mở cửa đó, bạn cảm nhận cái gì? Thì lập tức thiền sinh đó bị bất ngờ,
và nhận ra rằng là cái việc thực hành của mình là dựa trên kinh nghiệm của người khác, hay nói cách khác là kinh nghiệm vay mượn. Dạ, kinh nghiệm vay mượn. Cho nên cái việc thực hành ở trong cái trường hợp mà Đức Phật Ngài muốn ám chỉ đó là có không có làm, dù nói nhiều kinh điển hay là dù nói lời khéo nói nhưng mà không có làm đó, thì không có kết quả. Ở đây á, là Ngài muốn sách tấn, Ngài muốn sách tấn cho cái hàng đại tử là cần phải thành, cần phải áp dụng, chứ không phải là để nói, để trình bày mà thôi. Còn cái việc thực hành đó là phải tự kinh nghiệm bản thân của mình, tự kinh nghiệm bản thân của mình. Cái việc khéo nói, thưa quý vị, rằng hồi nãy lúc mà trình bày cái bước một là sơ lược về ngữ vựng đó, Tịnh Đà có nhấn mạnh chữ Suphasita. Bởi vì cái từ Suphasita ở đây nó là khéo nói, nó không đơn thuần nó là cái việc nó là nói những lời dễ nghe dễ mến, mà là nói đúng tâm trạng, nói đúng cái đúng 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 thời đúng lúc đúng hội chúng. Nó có nhiều cái yếu tố điều kiện để mà kết hợp thành cái sự khéo nói. Bởi vì vậy, thưa quý vị, rằng quý vị không biết có cái trải nghiệm như thế nào khi mà trình bày một cái kinh nghiệm hay là một cái ý kiến trước một cái công chúng hay chưa, giống như là các vị pháp sư thuyết pháp ở ngày rằm 30 hay là những cái pháp hội đó. Đối với Tịnh Đạt kể cho quý vị nghe thì lúc mà nhỏ, khi mà tập tầm các vị thầy tập cho lên pháp tòa để mà ngồi thuyết pháp đó, thì lúc đó hội chúng là gì đâu, không biết cái đâu, mà chỉ tập trung là nhớ bài quên bài, cứ tập trung tư tưởng nhớ bài, nhiều khi quên đoạn nhảy ra cái nhớ đầu dòng đoạn 2 đi kết cái bài, coi như là ngồi ông nói có hay không, là đoạn nhiều khi quen ý để hội chúng. Cái này lớn là hội chúng này là những người trẻ tuổi, hội chúng này muốn nghe cái thời pháp gì, hội chúng này đang thắc mắc về cái đề pháp gì, lúc đó mới có cái đề tài thích hợp. Như vậy nó mới gọi mới có cái điều kiện gọi là khéo thuyết giảng, khéo nói. Không phải là mình thích cái gì, mình ưa mình thuần thục, mình chuyên môn cái gì mình nói cái đó, mà phải là cái người đó cần nghe hay không mới là cái sự khéo nói. Chứ người ta không cần mà mình thao thao bất tuyệt, đó là Phật pháp đó. Nhưng mà cái sự thao thao bất tuyệt của mình nó là bị phản ứng ngược, cho nên không được gọi là khéo nói. Và sẵn đây nói luôn cái việc đó là có những cái hội chúng thuyết pháp đó, quý vị, nó lạ như thế này nè. Có lúc á đang có cái thời pháp thuyết giảng, hội chúng lắng nghe rất là yên tĩnh, nhưng chỉ cần một cái dao động nhỏ, một cái chiếc chuông điện thoại reo, hay là một cái sự ngó lơ, hay là cái thường xuyên nhất đó là những cái ngáp dài đó, tự nhiên mấy lúc đó những cái yếu tố tự nhiên nó lại đập rất là mạnh vào cái tầm mắt của các vị pháp sư.
Mặc dù là đa phần, đa số rất là nghiêm túc, nhưng mà những cái lỗi nhỏ nơi những cái hạt sạn đó, tự nhiên nó là những cái điều làm cho cái vị pháp sư, nếu mà không có cái bình tĩnh đó, dễ bị lạc cái ý pháp lắm. Không hiểu, chưa hiểu tại sao là lại như vậy. Tại vì có những cái buổi thời pháp mà theo kinh nghiệm ở trong kinh điển cũng có, hay là những cái vị kinh nghiệm của những vị pháp sư dài dặn đó, các vị chỉ bài đó, đó là khi mà thuyết pháp trong một cái hội chúng đó, thì hãy chú tâm đến những cái người đang có cái sự lắng nghe, chứ đừng có bị phân tâm vào những cái người ngáp dài hay là lo ra. Bởi vì như vậy đó làm mình bị cục hứng. Và cái điều này là đúng thưa quý vị. Tại vì trong một cái thời pháp đó, không thể nào mà, thứ nhất là mình là phàm phu, mình không thể nào mình đoán biết được cái tâm trạng của người khác. Cái thứ hai là trong một cái hội chúng như vậy, muôn ngàn cái tâm trạng khác nhau, thì làm sao mình đáp ứng được. Có vị pháp sư, có vị trưởng lão nói rằng, thà tôi trả lời câu hỏi, ai thắc mắc gì tôi trả lời cái đó, dễ hơn là ngồi thuyết pháp mà tự mình soạn. Bởi vì không biết người ta đang thắc mắc cái gì để mình nói. Cho nên trong những cái trường hợp như vậy thì các vị thầy hướng dẫn đó là hãy nhìn những người nào đang có cái sự lắng nghe chú tâm, hay là đang có cái sự thắc mắc gì đó, hãy tập trung vào cái người đó. Thì như vậy mình sẽ có được cái thời pháp nó trọn vẹn ý nghĩa. Thì đó là liên quan tới cái sự Sphasita, là sự khéo nói. Nó có nhiều cái điều kiện để mà có cái lời khéo nói, chứ không đơn thuần đó là cái lời đầu môi chót lưỡi. Và quay lại cái vấn đề đó là thực hành đó, để làm sao mà chúng ta đừng có bị cái suy nghĩ đó là Đức Phật Ngài nói khi mà học pháp thì phải hành pháp, và hành pháp phải thành đạo quả, thì như vậy mới là có lợi ích. Học pháp có lợi ích, còn không hành đạo quả thì không có lợi ích. Thì như vậy chúng ta bị cái tâm trạng đó là như vậy cái việc học của mình nó vô ích. Thưa không, thưa quý vị, mưa dầm thấm lâu, chúng ta đừng có nản. Cứ thường xuyên xuyên lên đi, lên những cái diễn đàn Phật pháp để chúng ta lắng nghe những cái điều mới lạ, và lắng nghe những cái điều mà chúng ta đã biết. Lúc đó tự nhiên cái khả năng về thấu hiểu lãnh hội Phật pháp chúng ta sẽ được tăng lên. Cái thứ hai đó là cái định nghĩa về ứng dụng Phật pháp á, nó tùy thuộc theo khả năng của mỗi người. Bây giờ Tịnh Đạt hỏi quý vị chứ, cái việc mà thực hành Phật pháp đó, thường là chúng ta sẽ định nghĩa đó là tu thiền, đúng không? Chúng ta định nghĩa là tu thiền, đi vào thiền đường, trường thiền thì chúng ta mới cho đó là thực hành Phật pháp. Cái điều đó đúng, nhưng với cái phương diện đó là lúc đó là những lúc chúng ta thực hành Phật pháp một cách rốt ráo, có cái cơ hội để mà chúng ta thực hành nhiều hơn bình thường. Chúng ta thường nghe nói là khóa thiền tích cực đó. Đúng cái nghĩa tích cực đó là những cái lúc mà chúng ta dồn hết tâm sức vào cái việc mà kinh nghiệm ở trong những cái lời dạy. Còn đa phần thời gian chúng ta ở sống ở ngoài xã hội ở thì như thế nào? Có những khi đi chợ đó, Tịnh Đạt có trong lúc mà ngồi chờ mấy cái người khác họ đi chợ mua đồ đó, thì trong cái lúc ngồi chờ thì Tịnh Đạt sát ở trong khu chợ. Bình thường mình sống ở trong chùa mình thấy cái không gian nó rất là yên lặng. Các vị tu sĩ thì làm những công việc cũng quét dọn, nhưng mà rất là trầm tư, rất là nhẹ nhàng.
Cũng có một công việc đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi mà ra chợ phải nói là các cái cảnh nó nhảy, và cặp mắt của mình nó bắt cảnh liên tục, từ cái màu sắc, từ cái nhộn nhịp tiếng xe, rồi tiếng rao mời, rồi tiếng trả giá, những cái mũa nó thay đổi. Và những cái lúc đó Tịnh Đạt lại có suy nghĩ như thế này: mình ở chùa, mình có những cái thời gian rất là thoải mái, riêng tư để mình ngồi, mình học đạo, mình học pháp. Còn những người ở chợ này họ tu bằng cách nào? Theo quý vị, chứ quý vị thấy khi mà ở chợ chúng ta tu bằng cách nào? Cái điều này là điều quan trọng, bởi vì cái đa phần thời gian là chúng ta đang sống với cuộc sống xã hội, cho nên làm sao mà chúng ta tìm thấy cái Phật pháp ở trong xã hội đó thì chúng ta mới là cái người ứng dụng Phật pháp. Còn không thì cái việc mà đến chùa tu thiền hay là học Phật pháp, tham gia các lớp học đó, nó chỉ là cái bước hâm nóng thôi, nó chưa có sôi nổi đâu, nước nó chưa có sôi đâu. Mà làm sao chúng ta hâm nóng ở trong đời thường á, thì lúc mà đến chùa hay là đến trường thiền là lúc mà chúng ta bật lửa lớn để mà sôi nước. Phải nói là một cái khung cảnh chợ búa rất là nhộn nhịp. Nếu mà lúc đó mà chúng ta nói rằng thực hành Phật pháp bằng cách niệm hơi thở, chính niệm hơi thở, hay là hành tứ niệm xứ đi từ từ, thì phải nói là nó không hợp chút nào hết. Thì như vậy là chúng ta phải suy nghĩ một cái cách để mà ứng dụng Phật pháp vào trong cái cuộc sống của mình. Cái điều này là một cái điều rất rất là quan trọng. Tùy theo cái khả năng từng người, tùy theo các hoàn cảnh của từng người, từng nhà, mà chúng ta tìm thấy ánh sáng Phật pháp ở trong đó. Và làm thế nào mà chúng ta ứng xử Phật pháp trên tinh thần Phật pháp, chứ không phải ứng xử trên kinh nghiệm của đời thường. Ví dụ như ở chợ đó, có những cái lúc mà đâu phải khách hàng nào cũng dễ thương, chịu mua đồ thì trả giá lên giá xuống, chê lên chê xuống để mà được giảm giá. Mua đồ đôi khi là mua không ưng ý, một hai ngày sau đem trả lại. Có nhiều lúc như vậy chúng ta phải xử lý Phật pháp để mà hòa giải, để mà tìm cái cách để mà nó tốt đẹp, chứ không phải là dùng cái gọi là sân hận hay là trách móc để mà đáp trả. Thì đó cũng là một cách ứng dụng Phật pháp ở trong cái đời sống. Còn một cái điều nữa là bây giờ chúng ta là người ở nhà, chúng ta là người nội trợ, hoặc là chúng ta là người lớn tuổi, chúng ta không có đi ra ngoài đi làm, hay là chúng ta không có tiếp xúc nhiều, giao thiệp nhiều thì tuổi đó, thì chúng ta ứng dụng Phật pháp như thế nào? Nhiều khi chúng ta tu thiền niệm hơi thở không có được, nhiều vị cái pháp tu đó chúng không có thích hợp, thì bây giờ chúng ta tìm cách nào? Không biết Tịnh Đạt có lần nào định bài ở đây chưa, hình như là có rồi, thì xin nhắc lại, đó là có một cái phương pháp mà có thể quý vị tập ở khi mà chúng ta ở nhà, hay là những lúc mà chúng ta rảnh, ngay cả những lúc mà chúng ta chuẩn bị đi ngủ. Đó là cái phương pháp giả làm xác chết. Có nghĩa rằng khi mà chúng ta ngồi hay nằm, chúng ta hãy cố gắng thả lỏng và giữ nguyên tư thế, không động đậy trong 5 đến 10 phút. Với cái cách này đó, quý vị mà thực hành lâu dài đó, quý vị sẽ thấy rằng nó có hiệu quả vô cùng. Cái hiệu quả đầu tiên đó là đối với những người bị mất ngủ đó,
mất ngủ nằm trăn trở lăn qua lăn lại đó, thì cái phương pháp này nó rất là hiệu quả. Bởi vì nguyên nhân mất ngủ nếu mà không phải là bệnh do cơ thể mà là do cái lo lắng suy nghĩ của mình đó, do tác động bởi cái việc mà âu lo đó, thì cái việc mà thực hành giả như là xác chết đó, nó làm cho mình nhận diện cái khổ đau ngay trong cái cơ thể này. Cái khó chịu, nó đúng hơn là cái khó chịu, khi mà chúng ta giữ nguyên tư thế, thả lỏng mà giữ nguyên tư thế đến 5 đến 10 phút, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng các cái cơ trong cơ thể chúng ta nó sẽ có cái sự khó chịu nhất định. Và khi có cái sự khó chịu nhất định như vậy thì không có cái gì nó quan trọng hơn là cái sự khổ của cái thân này, cho dù đó là tiền bạc, vợ chồng con cái. Khi mà chúng ta đau là coi như là không có cái gì nó quan trọng hơn. Giống như là bây giờ COVID nó nổ ra khắp cả thế giới, những cái đất nước chịu những cái nặng nề, giống như là tử vong nhiều, giống như một thời kỳ Ấn Độ như vậy đó. Bây giờ chúng ta ở Việt Nam cũng đang đối diện với lại cái dịch bệnh nó đang rất là phức tạp. Giờ chúng ta xem tin tức chúng ta thấy rất là khủng khiếp, có cái nỗi sợ. Nhưng mà thử thời trong cái lúc mà chúng ta đang xem tin tức đó, chúng ta đang bị nhức đầu, hay chúng ta đang bị đau răng, đau bụng, Tình Đạt muốn ví dụ thôi chứ là muốn quý vị bị đau như vậy, thì cái cảnh đó là người chết, người mắc bệnh tăng lên từng ngày đó, nó không có gì quan trọng hơn là cái nhức đầu hay là cái đau răng, cái đau bụng của mình hết. Quý vị thử để ý cái đó đi. Lấy từ cái nguyên lý, cái cách thức như vậy đó, chúng ta áp dụng những lúc chúng ta khỏe đó, không có nhức đầu, không đau răng, không đau bụng, không đau nhức gì hết, nhưng mà chúng ta cố tình làm cho cơ thể nó khó chịu bằng cách là giữ nguyên tư thế, thả lỏng, giữ nguyên tư thế, thì lúc đó chúng ta sẽ có cái sự khó chịu của cơ thể này, và chúng ta sẽ nhận ra rằng đúng là vô thường. Trong cái vô thường nó có cái khổ. Và khi mà cái cơ thể này nó khổ thì không có cái gì làm cho chúng ta phải phân tâm hết. Lúc đó tư tưởng tập trung về cơ thể này. Chúng ta thấy gần với lại chánh niệm chưa? Cái gần là chánh niệm chưa? Khi mà cơ thể nó cứ suy nghĩ mà nó quay về cái cơ thể này là nó là chánh niệm chứ gì nữa. Khi chúng ta niệm hơi thở, khi đau nhất là chúng ta phải theo dõi cái đau nhất, ghi nhận cái đau nhất. Thì cơ thể này nó đang mệt mỏi, nó đang khó chịu, thì chúng ta quay lại ghi nhận cái khó chịu đó là chánh niệm chứ gì. Đó là một cái cách mà có thể quý vị áp dụng được khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta có nhiều cái thời gian không gian, và nhất là đó những vị có tuổi, thì cái cách này quý vị có thể được. Và từ những cái lúc đó thì chúng ta sẽ cảm nhận Phật pháp ở trong cơ thể mình do kinh nghiệm bản thân. Nhưng là quý ở nhà chúng ta nghĩa, chúng ta cho những người xung quanh nha, chứ không thôi là ủa bà của con hôm nay bị cái gì, mẹ hôm nay bị cái gì, sao mà nằm yên bất động, tối ngủ thì nằm yên bất động, sáng thức ra cũng nằm yên bất động, mẹ không biết có sao không, bà không biết có sao không. Quý vị phải báo trước cho những người đó mẹ hay là ông đang tập phương pháp này, chứ không thôi hoài không giúp nó sợ nữa. Điểm mà Tịnh Đạt mà tập từ lúc mới tu thì thấy rằng là rất là kết quả, cái việc mình không có bị phân tán phân tâm bằng cái phương pháp này. Thì liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 51, và chúng ta sẽ học câu số 52 có cùng một duyên sự, đó là liên quan đến một cái cận sự nam tên là Chattopani.
qua đó Đức Phật Ngài nói lên các câu kệ ngôn là như bông hoa tươi đẹp có sắc lại không hương. Cũng vậy, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Tình đàm xin được trình bày cái duyên sự cũng như là ý nghĩa cũng như là các cái kinh nghiệm liên quan đến cái nội dung của câu kệ ngôn pháp cú này. Một lần nữa xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị có mặt ở pháp cú kinh được nhiều sức khỏe và nhiều cái tấn hóa ở trong Phật pháp. Tình đàm xin được kết thúc cái buổi giảng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, mời cô cảm ơn trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappe devata sappa bhutanu bhavena sada sadevantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappe devata sappa dhammanu bhavena sada sadevantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappe devata sappa sanghanu bhavena sada sadevantu te. Tất cả Phật pháp có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi quá ta sân ti quý ha ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na.